Minasan konnichiwa. Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng luyện tập chữ Hán bài số 37 nhé. Bắt tôi chị. Đầu tiên là chữ mễ có nghĩa là lúa gạo. Thứ hai là tự có nghĩa là ngôi chùa. Và thứ ba là thuyền nghĩa là con thuyền. Kinkakuji, chùa rất vàng ở Kyoto, Nhật Bản. Funabin, gửi bằng đường thủy. Kome, gạo. Yoransen, du lãm thuyền, có nghĩa là du thuyền. Fune, thuyền nói chung. B cô cự là cách nói khác của America, là nước Mỹ. Phu sen, quả bóng bay. Otera, ngôi chùa. Patani, mình có chữ đầu tiên là giới ở trong từ cơ giới, tức là nói đến máy móc. Thứ hai là hô, có nghĩa là kêu gọi. Và thứ ba là lại, có nghĩa là nhờ vả. Tanomoshi, đáng tin cậy. Kikai, máy móc. Tanomu, nhờ vả. Irai suru cũng là nhờ vả. Yobu gọi. Kokyu suru hô hấp. Shinrai suru tin dùng. Yobikakeru, kêu gọi, hô hào mọi người. Patosan, đầu tiên mình có chữ chú ở trong từ chú ý. Thứ hai là chữ chiêu ở trong từ gọi, chiêu mộ. Và thứ ba là chữ thâu, chữ này thì chuyên dùng để nói về xuất khẩu và nhập khẩu. Yunusuru, nhập khẩu. Sosogu, rót, rót nước. Maneki neko, con mèo dụ khách. Đây là con mèo đỏ đỏ của Nhật, hay dùng cho các cửa hàng. Shotaijo, thiệp mời. Yushutsuru, xuất khẩu. Chuisuru, chú ý, cẩn thận. Shotaisuru, mời kiểu trang trọng, lịch sự. Chumonsuru, đặt hàng. Bài này đến đây là hết rồi, rất là ngắn phải không ạ? Nhớ nhớ rằng, arigatou gozaimashita.